hơi khó hơn so với cái phần hôm qua, đó là chúng ta sẽ dành cái buổi ngày hôm nay để nói về nó. Rồi, như vậy thì cái kỹ thuật này chúng ta gọi đó là kỹ thuật đo điện tâm đồ cảm xúc. Như vậy thì ngày hôm qua là chúng ta đo cái kỹ thuật đó là điện tâm đồ 24 giờ, nó theo dõi cái hoạt động của quả tim trong một ngày đêm. Và cái kỹ thuật đó thì nó không đòi hỏi và không bắt buộc là người ta phải hoạt động gắng sức, mà người ta phải hạn chế chị mà như gắng sức. Lý do là không kiểm soát được trong 24 giờ cái máy nó sẽ hoạt động như thế nào và sẽ có tình trạng là sút, rớt, gián đoạn cái quá trình đó. Do đó là chúng ta có một cái kỹ thuật để hỗ trợ cho cái kỹ thuật đo điện tâm đồ 24 giờ, là chúng ta có kỹ thuật đo điện tâm đồ cảm xúc. Tức là chúng ta sẽ xem coi cái hoạt động của quả tim khi mà cơ thể của chúng ta thực hiện cái động tác cảm xúc, thì cái khả năng gia tăng hoạt động của quả tim của chúng ta nó có thể tăng lên được gấp 8 cho đến 10 lần so với cái sinh lý bình thường hay không. Thì như vậy thì về mặt lý thuyết thì người ta nói rằng là hoạt động của hệ tuần hoàn của chúng ta, đặc biệt nhất là của tim của chúng ta, nó có thể gia tăng cái mức hoạt động lên gấp 8 đến 10 lần so với là cái mức bình thường khi chúng ta thực hiện cái động tác gắng sức. Và khi chúng ta thực hiện cái động tác gắng sức thì cái nhu cầu tiêu thụ oxy của cơ thể nó sẽ tăng lên. Thì cái đơn vị để mà đáp ứng được cái nhu cầu tiêu thụ oxy của cơ tim bao gồm có hệ tuần hoàn và hệ hô hấp. Như vậy thì cái hệ tuần hoàn ta nó đóng vai trò rất là quan trọng trong cái việc đó là cung cấp máu và đáp ứng được cái việc đó là gia tăng cái nhu cầu sử dụng oxy của cơ thể. Do đó người ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật này để người ta đánh giá về coi là cái mức độ hoạt động cơ thể của chúng ta như thế nào. Rồi, thì đầu tiên là chúng ta nói về cái lịch sử ra đời của kỹ thuật này. Như vậy thì cái kỹ thuật này nó ra đời, nó bắt đầu từ năm 1928. Thông qua cái việc đó là người ta phát hiện ra cái sự thay đổi của cái đoạn ST và sóng T trên điện tâm đồ khi mà vô tình người ta đo điện tâm đồ khi bệnh nhân gắng sức. Và từ cái sự thay đổi cái đoạn ST sóng T này, tức là sự thay đổi cái quá trình tái hồi cực của cái sự hoạt động của tâm thất. Do đó là người ta mới đặt ra cái câu hỏi là liệu là khi bệnh nhân thực hiện cái động tác gắng sức thì cái quá trình khử cực và quá trình tái hồi cực của tâm thất nó thay đổi như thế nào. Do đó là nó đặt nền móng cho cái sự ra đời tiếp theo của những cái kỹ thuật đo gắng sức sau này. Và mãi cho đến năm 1956 thì cái kỹ thuật là đo điện tâm đồ gắng sức nó mới được chính thức là được công nhận thông qua cái nghiệm pháp hay gọi là nghiệm pháp gắng sức bằng cảm lâm. Hay nói cách khác là người ta thấy rằng là khi bệnh nhân thực hiện gắng sức trên cái kỹ thuật cảm lâm thì nó sẽ tương đối là đánh giá là chính xác về cái mức độ hoạt động của cơ thể, sự biến đổi của điện tâm đồ. Nó sẽ tương ứng với cái mức độ gắng sức của cơ thể như thế nào. Do đó là cái năm 1956 được tương ứng gọi là cái năm ra đời của nghiệm pháp gắng sức bằng cảm lạnh, hay nói cách khác là năm ra đời của điện tâm đồ gắng sức. Rồi, và cái kỹ thuật này thì nó rất là nhiều loại. Thì cái kỹ thuật mà thô sơ ban đầu là các bạn nhìn thấy là cái hình nở phía dưới bên tay trái. Đó là cái kỹ thuật mà ngày xưa người ta bắt đầu làm là gì? Người ta về mặt lý thuyết người ta nói rằng khi bệnh nhân gắng sức thì có hai cái nơi mà nó thay đổi để đáp ứng cái nhu cầu oxy của cơ thể. Đó chính là hệ hô hấp và hệ tuần hoàn. Do đó là người ta làm gì? Làm kỹ thuật này. Là cái người này là vừa chạy xe đạp, vừa thì nó tăng gắng sức mà vừa hít thở hô hấp khí. Thì đó là cái ý tưởng ban đầu.
À, cái ý tưởng ban đầu đó là nhanh chóng nó bị phá sản, nhanh chóng bị phá sản bởi vì cái kỹ thuật này á là không thể làm song song đồng thời hai chuyện, là bệnh nhân vừa gắng sức mà vừa thở hô hấp kín, thở mấy thông số FVC, VC, vân vân, thở mà cái thông số mà hít vào thật là sâu và thở ra nhanh hết sức, mạnh hết sức và hoàn toàn hết sức. Cái ngày mà năm ngoái các bạn học về cái kỹ thuật đo, các bạn xem kỹ thuật đó thì không thể nào mà vừa đạp xe đạp mà bệnh nhân mà vừa thở hô cái kiểu đó. Thì sau đó là người ta bắt đầu là người ta suy nghĩ ra nhiều cái phương tiện, và cuối cùng là cái hình ảnh mà bên tay phải ở phía trên mà các bạn nhìn thấy đó, đó là cái hình ảnh là gọi là chốt lại cuối cùng của kỹ thuật nghiệm pháp cá chốt, tức là người ta sẽ thực hiện nghiệm pháp là đi thảm lăn. Cái thảm lăn nó giống như là cái máy tập đi bộ ở những phòng gym vậy đó. Thì như vậy thì trên đó thì nó sẽ có là gì ạ? Cái sự điều chỉnh về cái tốc độ của thảm lăn và cái sự điều chỉnh về cái độ nghiêng của thảm lăn. Như vậy thì người ta sẽ đánh giá được coi là lúc người này đi bộ bình thường ở trên mặt phẳng ngang thì như thế nào, lúc người này đi bộ trên một phẳng nghiêng như thế nào, lúc người này đi với cái tốc độ nhanh hơn, với cái độ dốc nhiều hơn thì sự gia tăng gắng sức nó sẽ như thế nào. Thì cái kỹ thuật đó nó sẽ đi qua từng bước một, và như vậy thì nó sẽ đánh giá được tương ứng ở từng cái thời điểm coi là cái mức độ hoạt động của cơ thể sẽ thay đổi như thế nào thông qua cái mức độ gắng sức tăng lên ra làm sao. Và như vậy thì cái kỹ thuật này người ta sẽ chỉ định khi nào? Chỉ định hàng đầu là người ta nghi ngờ các bệnh lý mạch vành. Những cái bệnh lý mạch vành mà nó không rõ ràng, những bệnh lý mạch vành mà khi mà người ta đo cho điện tâm đồ người ta nghi ngờ, ta không biết là bệnh nhân này có hay không, do đó là người ta sẽ ưu tiên hàng đầu để người ta đánh giá về điện tâm đồ gắng sức trên bệnh lý mạch vành. Như vậy thì cái hàng đầu mà người ta nghi ngờ nhất đó chính là những cái bệnh nhân mà người ta khai báo cái triệu chứng cơ năng. Triệu chứng cơ năng là gì? Cơ năng tức là những cái bệnh nhân cảm nhận được, những cái bệnh nhân thấy được trên cơ thể của mình bệnh nhân thấy nó bất thường, bệnh nhân đến báo với bác sĩ, khai báo với bác sĩ thì chúng ta gọi là triệu chứng cơ năng. Như vậy thì cái cơn đau hấp ngực không điển hình này bác sĩ không thể khám được, chỉ có thể là bệnh nhân cảm nhận được. Thì cái cơn đau hấp ngực này nó có rất là nhiều cái dạng đau ở mỗi người, và như vậy thì cái cơn đau này nó sẽ tùy theo cái cường độ ngưỡng đau và tùy theo cái tính chất cơn đau nó như thế nào mà bệnh nhân không biết, bệnh nhân sẽ khai. Bởi vì bác sĩ chỉ có thể là nói lý thuyết triệu chứng cơn đau hấp ngực của bệnh nhân nếu liên quan tới mạch vành, đó là cơn đau hấp ngực ở ngực trái, cơn đau hấp ngực này lan lên ở vai trái, cơn đau hấp ngực này là lan xuống mặt trong cánh tay trái, cơn đau hấp ngực này xuất hiện khi gắng sức, cơn đau hấp ngực này chỉ giảm khi nghỉ ngơi hoặc là ngậm thuốc giãn mạch, vân vân. Cơn đau này có kiểu đau, kiểu dao đâm. Rồi bác sĩ mô tả kiểu đó, bệnh nhân nói bác sĩ ơi hồi nào giờ tôi bị dao đâm, tôi biết nó đâm sao. Như vậy thì sao? Đó là cái điều mà bệnh nhân nghi ngờ. Rồi nhưng nếu như bác sĩ nói là gì, ông bà đau, có đau cái kiểu đau bị giật bẻ hay không, biết giật bẻ không ạ? Chuột rút, chuột rút biết, giật bẻ không biết, nó là một. Đó là sự co thắt cơ quá mức, sự co cứng cơ mà không có thời gian thư giãn của cơ. Cơn đau này xuất hiện ở đâu? Xuất hiện ở đâu nhiều? Xuất hiện ở cơ bụng chân, xuất hiện ở cơ bụng chân, hay giang hồ gọi là bắp chuối. Bắp chuối tại vì cơ bụng chân của mình hình dạng giống như là cái bắp chuối vậy đó. Thì như vậy thì cho mô tả bắp chuối. Rồi và cái cơn đau co thắt mà kiểu giật bẻ, kiểu chuột rút đó, chúng ta mang cái cảm giác đau đó đó, bệnh nhân mang cảm giác đau đó lên ngực, ông bà có đặt cái kiểu đó không? Bệnh nhân nói hình như là vậy, bệnh nhân không có khẳng định liền, hình như là vậy, hình như cũng có hả đó bác sĩ. Như vậy thì từ cái câu nói của bệnh nhân là hình như cũng có đó bác sĩ, đó là một trong cái mà chúng ta sẽ cho bệnh nhân đi đo điện tâm đồ. Đầu tiên người ta đo điện tâm đồ thường quy. Điện tâm đồ thường quy thì do là gì? Nó ngoài cái cơn đau, ngoài cái thời điểm đau đó thì điện tâm đồ bệnh nhân nó bình thường hoặc là nó hơi nghi ngờ chút xíu thì bác sĩ mới làm cái gì ạ?
à, làm cái chỉ định tiếp theo đó là cái gì? Cho bệnh nhân làm đo nhiệt tốc độ gãy xương. Rồi gì nữa? À, cái kỹ thuật này được sử dụng gì ạ? Kỹ thuật này đánh giá coi là chức năng hoạt động của tim của bệnh nhân sau khi mà nhồi máu cơ tim mà may mắn được cứu sống, không bị biến chứng. Biến chứng trên tim của nhồi máu cơ tim của bệnh nhân đó là gì? Đó là sẹo nhồi máu cơ tim. À, như vậy nếu như bệnh nhân mà bị nhồi máu cơ tim mà chưa sớm ta điều trị kịp thời, à, bệnh nhân không xuất hiện cái biến chứng sẹo nhồi máu cơ tim, à, như vậy thì chúng ta sẽ đánh giá lại sau khi bệnh nhân hồi phục hết nhồi máu cơ tim, bệnh nhân hồi phục lại, chúng ta cho chỉ định để làm biện pháp gắn sức. Để sao? Chúng ta xem coi là cái mức độ hoạt động của quả tim như thế nào, sau khi mà nhồi máu, coi là cái mức độ nó hồi phục như thế nào, tốt hay không. Rồi một cái chỉ định nữa đó là gì? Là những bệnh nhân mà bị tắc hẹp mạch vành. Mạch vành thì hôm qua chúng ta nói là mạch vành nó là một cái mạch máu mà nuôi tim, nó mang hơn 75% tổng lượng máu để nuôi tim. Như vậy thì nó rất là quan trọng. Cho đó nếu như có tình trạng mà hẹp mạch vành, tức là giảm lưu lượng máu nuôi tim, đây gọi là thiếu máu cơ tim. Còn tắc mạch vành tức là gì? Là không có máu đi qua cái vùng đó và làm cho cơ tim không có máu nuôi, sẽ xảy ra tình trạng ta gọi là nhồi máu cơ tim. À, và hậu quả dẫn đến là gì? Hoại tử cơ tim, tổn thương cơ tim, hoại tử cơ tim. Như vậy thì những bệnh nhân đó đòi hỏi là phải có sự là gì? Làm những cái thủ thuật, làm những cái kỹ thuật, làm những cái phẫu thuật để làm tái tạo lưu thông mạch vành. Như vậy thì sau khi mà tái tạo lưu thông mạch vành xong rồi thì người ta sẽ đánh giá xem có là cái mức độ hồi phục của mạch vành như thế nào. Vậy thì người ta sẽ làm gì? Làm cái điện tâm đồ gắn sức để người ta đánh giá. Như vậy thì cái chỉ định gì nữa? Chỉ định thực hiện trên những người mà bị rối loạn nhịp tim khi thực hiện nghiệm pháp gắn sức. Thì những người mà bị rối loạn nhịp tim sau khi điều trị rồi, người ta thấy là muốn đánh giá coi là có hồi phục hay không và mức độ hồi phục nó như thế nào. Liệu khi bệnh nhân mà gắn sức thì rối loạn nhịp tim này nó có tái phát trở lại hay không, thì người ta sẽ cho cái chỉ định để làm điện tâm đồ gắn sức. Hoặc là gì nữa, đánh giá những trường hợp mà những người bị bệnh tim bẩm sinh sau, trước và sau khi mà phẫu thuật. Ví dụ như là những người bị thông liên thất, những người bị thông liên nhĩ, những người mà bị các bệnh lý về van tim, ví dụ như là hẹp hở van tim vân vân. Hẹp đó là tình trạng van tim mở ra cũng hết, còn hở là tình trạng van tim đóng lại cũng kín. Như vậy thì nếu như hẹp mở ra không hết thì lưu lượng máu đi từ cái buồng tim này qua buồng tim khác, hoặc là từ buồng tim nó đi ra ngoài động mạch chủ, động mạch phổi, nó sẽ bị giảm xuống. Như vậy thì cái nhu cầu cung cấp oxy của cơ thể nó sẽ bị giảm. Hoặc là hở thì khi mà van tim nó đóng lại không kín, thì như vậy thì khi tim bơm máu ra bên ngoài thì cái van tim ở phía trên, van dị thất nó sẽ có nguy cơ là gì? Máu nó còn ngược lên trên. Thì như vậy thì cũng sẽ làm giảm cái lưu lượng máu đi ra bên ngoài nuôi tim. Do đó là giờ người ta sẽ đánh giá trước khi mà phẫu thuật thì cái mức độ suy giảm chức năng tim nó như thế nào, và sau khi phẫu thuật, sau khi tái tạo, tái lập lại cái van tim hoặc là vá những cái lỗ thông liên nhĩ, thông liên thất. Thông liên nhĩ, thông liên thất là hai cái tận tim, người ta gọi đó là hai nhà chung dắt, quét dắt chu qua. Thì vậy người ta sẽ vá hai cái lỗ thủng này lại, và như vậy thì người ta sẽ đánh giá xem coi là sau khi vá hai lỗ thủng này thì liệu là cái vách này nó có chịu được một cái sức tải để là gì, đảm bảo là gì không có chuyện đó là máu từ bên này nó qua bên kia. Thì người ta sẽ sử dụng cái kỹ thuật này để người ta đánh giá. Và tương tự giống như ngày hôm qua chúng ta nói đó là cái kỹ thuật đó điện tâm đồ 24 giờ, người ta sẽ chỉ định thực hiện trên những cái người mà đặt máy tạo nhiệt. Như vậy thì ngày hôm qua kỹ thuật này nó chỉ là gì? Đánh giá là mức độ hoạt động bình thường của cơ thể. Còn ngày hôm nay là chúng ta sử dụng kỹ thuật này để đánh giá mức độ gắn sức của cơ thể. Thì liệu cái máy tạo nhiệt này nó có đáp ứng được cái nhu cầu tiêu thụ oxy của cơ tim giống như quả tim bình thường hay không? Thì người ta sẽ dùng kỹ thuật này để người ta đánh giá. Rồi, gì nữa? Chỉ định trên những cái đối tượng nào? Chỉ định trên những cái đối tượng đó là gì? Làm những cái nghề nghiệp đặc biệt từ 40 tuổi trở lên. Ví dụ phi công MH370, biết ông đó không? Biết người đó không anh? Hồi đó học không có biết.
vụ án nó cách đây mấy năm rồi đó. Đó là gì đó, mấy ba MH370 mất tích tới giờ mất xác, không tìm thấy được, bây giờ đòn không tìm thấy những người mất tích cho tới thời điểm hiện tại luôn, không thấy xác máy bay đâu hết trơn. Lý do là gì? Người ta đang nghi ngờ liệu công phi công đó đang lái máy bay vậy có lên cơn giọng không có tin hay không. À, như vậy tất cả những cái người mà làm những cái công việc mà liên quan tới việc đó là gì? Quản lý tính mạng của những người khác, ví dụ như là gì? À, phi công, ví dụ như là thuyền trưởng, ví dụ như là gì? Tài xế xe phương trang, tài xế xe hành bưởi, tài xế xe trung chuyển, tài xế xe Tuấn Hưng, tài xế xe Vũ Linh, vân vân. À, thì xem coi mà mọi người để ý tất cả những cái ông mà tài xế của những cái xe đường dài này là bụng bự hay bụng nhỏ? Bụng bự. À, người lớn tuổi hay người trẻ tuổi? Đa phần những người đó từ 40 tuổi trở lên hết trơn à. À, chúng ta tưởng tượng mà gì, đang lái xe bỗng dưng lấy hai tay ôm ngực bỏ vô lăng, ôm ngực xuất hiện cơn đau thắt ngực, rồi bệnh nhân gục trên vô lăng, chân thì nhấn ga thêm, chuyện gì sẽ xảy ra? À, các hùng viết 34 hành khách trên đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Xanh mặt mày và cuối cùng đó là gì? Chuyện ở hộ khẩu về dưới. À, đặc biệt nhất là trong cái mùa của tháng 7 này, hiện tại tháng 7 nó chưa có vượt qua hết, mới có hàng mấy tháng 7 thôi, và cái tháng là tháng khô hồn còn rất là nguy hiểm. Do đó là người ta là gì ạ? À, những cái người mang cái chất gọi là quyết định sinh mạng của người khác thì phải kiểm tra sức khỏe. À, hoặc là gì nữa, hoặc là cái ông mà mới về ăn đó, ông phi công 91 đó, bệnh nhân phi công 91 bị ăn đó. Vậy thì ông đó nếu như mà ông muốn quay lại, muốn làm việc được, ông muốn bay trở lại bầu trời thì ông làm cái gì? Ông làm biện pháp khám sức để đánh giá. À, bởi vì sao? Trong cái quá trình mà ông đi kiểm Covid, ông điều trị Covid thì phổi còn có tình trạng đó gì? Đông đặc. À, phổi tình trạng đông đặc, vậy thì cái khả năng hô hấp của ông sao? Kém. Như vậy thì từ cái chuyện khả năng hô hấp ông kém dẫn đến là cái khả năng là gì? Tuần hoàn của ông cũng sẽ kém. Do đó là ông muốn bay trở lại, ông muốn lái máy bay trở lại thì bắt buộc là ông phải làm nghiệm pháp gắn sức để ông đánh giá. Ha. Rồi, gì nữa? Những cái người mà những cái vận động viên, thì bắt buộc là phải thực hiện cái nghiệm pháp gắn sức để đánh giá. Bởi vì hiện nay là trong mấy năm qua thì là trên sân cỏ, các trận đấu bóng thỉnh thoảng mà mỗi năm đều có một vài em ra đi. Đang chạy trên sân tự nhiên là gì? Đột tử nằm lăn quay ra giữa sân và cuối cùng là chết. Chết không chuyện khác, tự nhiên mất cơ tim. Do đó là những cái vận động viên đó đều phải là gì? Làm nghiệm pháp gắn sức để đánh giá. Rồi, chống chỉ định. Nghiệm pháp gắn sức là một trong những cái nghiệm pháp mà có rất là nhiều yếu tố nguy cơ làm tổn thương đến bệnh nhân. Do đó là gì? Người ta sẽ có những cái chống chỉ định. Thì người ta chia làm hai nhóm, đó là chống chỉ định tuyệt đối và chống chỉ định tương đối. Tức là những bệnh nhân nào, những người nào mà rơi vô cái nhóm này thì là tuyệt đối không được làm nghiệm pháp gắn sức. À, ví dụ, bệnh nhân nhồi máu cơ tim mới hồi phục, mới hơi khỏe khỏe thôi, đáng lẽ là phải thực sự khỏe mạnh trở lại thì người ta mới cho làm nghiệm pháp gắn sức. Nhưng bệnh nhân mới hồi phục lại 3-5 ngày thôi, tự nhiên cái xác bệnh nhân đi làm nghiệm pháp gắn sức, như lên cơn nhồi máu trở lại. Rồi đối tượng gì nữa? Đối tượng hẹp cắt nhánh động mạch vành. Như vậy thì động mạch vành của mình nó có hai cái nhánh lớn, đó là nhánh động mạch vành phải và động mạch vành trái. Thì nếu như mà bị hẹp hai cái nhánh này thì người ta chống chỉ định tuyệt đối, chống chỉ định tuyệt đối làm cái nghiệm pháp gắn sức. Rồi tại vì sao? Bởi vì cái nhánh động mạch vành phải là nó chi phối máu nuôi tim, chủ yếu cho cái vùng thất phải mặt dưới của tim là chủ yếu. Còn đối với cái động mạch vành trái là nó nuôi toàn bộ cho cái vùng là nhĩ trái, thất trái và mặt sau của quả tim. Do đó là gì? Nếu như hẹp một trong hai cái nhánh này là nó sẽ ảnh hưởng đến một trong những cái chức năng quan trọng của tim. Nếu như mà hẹp động mạch vành phải nó liên quan tới cái chức năng hút máu của tim, còn hẹp động mạch vành trái nó sẽ liên quan tới cái chức năng là bơm máu của tim. Do đó là gì? Nếu hẹp một trong hai này thì chúng ta không được làm cái nghiệm pháp gắn sức trên những cái đối tượng này. Nha. Rồi gì đó? Bệnh nhân xuất hiện cơn đau thắt ngực không ổn định xảy ra lúc nghỉ ngơi.
Những cái người mà xuất hiện cái cơn đau thắt ngực mà xảy ra lúc nghỉ ngơi, đa phần nó là những cái người mà bị co thắt mạch vành. Cái cơn đau thắt ngực này chúng ta gọi đó là cái cơn đau thắt ngực kiểu prefrontal. Mà mốt các bạn học cái phần thực tập về bệnh lý mạch vành đó, chúng ta sẽ nói về cái kiểu này. Như vậy thì cái sự co thắt mạch vành này nó giống y chang như cái kiểu đau của nhồi máu cơ tim thật sự. Và như vậy thì nó sẽ gây co thắt cái mạch vành một cách kéo dài. Và như vậy thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến lưu lượng máu, lưu tim của những cái nhánh này. Rồi gì nữa, những bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim nặng không kiểm soát được. Thế nào là nặng? Ví dụ, bệnh nhân bị lóc nhĩ thấp, độ 2, độ 3. Ví dụ, bệnh nhân bị rung cuồng nhĩ, hoặc là rung cuồng thất, hoặc là những cái gọi là nhịp nhanh kinh thoát. Nhịp nhanh kinh thoát, hôm qua chúng ta học đó, nhịp nhanh kinh thoát chân thấp, nhịp nhanh kinh thoát hại thấp. Đó là những cái trường hợp gọi là rối loạn nhịp tim nặng. Hoặc là gì nữa, bệnh nhân mà bị ngoại thâm thu thấp mà những cái dạng nguy hiểm, ví dụ như hôm qua chúng ta nói đó là những cái dạng gì đó, ngoại thâm thu nhịp đôi, ngoại thâm thu nhịp ba, ngoại thâm thu liên tiếp nhịp đôi, ngoại thâm thu liên tiếp nhịp ba, ngoại thâm thu đa ổ, đó là những cái dạng ngoại thâm thu nguy hiểm. Thì như vậy thì chúng ta sẽ rất là khó kiểm soát về những cái dạng rối loạn nhịp tim đó, cho nên người ta chống chỉ định tuyệt đối trên những cái đối tượng này. Rồi gì nữa, những người bị hẹp động mạch chủ, hẹp van động mạch chủ, có triệu chứng. Rồi những người mà suy tim không kiểm soát được, suy tim không kiểm soát được tức là suy tim từ mức độ 3 trở lên. Suy tim là nó có 4 mức độ, thì suy tim từ mức độ 3 trở lên. Độ 1 là cái độ mà dành cho cái đối tượng mà cả cuộc đời, cả thanh xuân chẳng bao giờ vận động thể lực. Đó là hầu hết sinh viên của trường y. Tại vì lo học không là sốc mặt, là thời gian đâu mà tập thể dục thể thao. Đó là những người bình thường mà ít tập vận động thể dục thể thao đó, ít tập luyện gắng sức đó, thì những cái đối tượng đó là được xếp vô toàn bộ trong cái nhóm gọi là nhóm suy tim độ 1. Tức là gì? Là khi gắng sức lên xuất hiện triệu chứng khó thở và triệu chứng đau ngực thì chúng ta gọi đó là độ 1. Độ 2, độ 2 là cái độ là gì? Hoạt động mang tính chất thông thường. Hoạt động mang tính chất thông thường ví dụ như là gì ạ? Ngồi ghi bài thăm dò chức năng tim mạch nha. Rồi gì nữa? Đi bộ từ ở dưới đất lên trên lầu này, đứng ngồi đứng ngoài hội trường điều dưỡng đợi khoảng chừng 15 phút để được vô học, nó cũng là hoạt động thông thường. Thì đi bộ ra ngoài bãi xe, dắt chiếc xe đạp đi ra, tần tang dắt chiếc xe đạp đi cùng với bạn dạo quanh một vòng sân trường buổi chiều ngắm cảnh hoàng hôn. Rồi đó là độ 2, hoạt động thông thường. Những hoạt động thông thường đó chỉ làm những cái chuyện đơn giản thôi, như vậy thôi mà thấy khó thở, thấy đau nhỉ, xem vô độ 2. Độ 3 là cái độ gì? Độ 3 là cái độ mà sáng sớm thức dậy đi vô trong toilet quánh răng rửa mặt, mới quánh răng được cái hàm trên mà hàm dưới chưa kịp quánh thấy khó thở. Rồi gì nữa? Lau mặt mới chùi gẹt có một bên thôi, còn bên kia chưa kịp chùi khó thở. Đi tao vô toilet xong rồi gì á, mặt quần vô mới xỏ được có con ống, ống kia chưa kịp xỏ khó thở. Vô trong toilet đi toilet xong vừa mới kéo xong mua tiêu lên mới kéo nửa chừng thôi thấy khó thở. Những hoạt động mang tính chất cá nhân nha, những hoạt động mang tính chất cá nhân mà nếu chỉ những hoạt động nhẹ nhàng đó thôi mà cái người đó bị khó thở, bị đau ngực thì sẽ vô độ 3. Độ 4 là cái độ gì? Cái độ ngày hôm qua là gì xảy ra mấy vụ án gì đó, ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là gì bị cáo buộc là gì có gian tình với một bà chủ tịch nào để mà cung cấp mảnh đất vàng ở tại quận nhất. Nghe đồn đó là gì, ngày hôm qua trong trường xảy ra một cái vụ án là gì, lớp trưởng của lớp y là gì dẫn ghệ đi chơi suốt đêm. Nghe đồn đó là gì, lớp trưởng của lớp im là ngày hôm qua là gì đó lén lút đi vô trong toilet xong đi ra quên kéo sạc của tia. Rồi nội ngồi nghe 8-0 cũng thấy mệt. Độ 4, ngồi 8-0 cũng thấy mệt, nằm 8-0 cũng thấy mệt, tức là gì đó, ngồi tại chỗ, nằm tại chỗ thấy khó thở, thấy đau ngực thì xếp vô CT độ 4.
được chưa? Như vậy thì cái CT mà vô độ 3, độ 4 là cái CT mà thuộc cái nhóm gọi là cái gì đó, xem bệnh viện là nhà, còn nhà đó là cái nhà trọ. Tức là sao? Tức là họ tần suất họ vô bệnh viện nhiều hơn là sao họ ở nhà. Do đó là những cái đối tượng đó tại sao vô bệnh viện nhiều hơn? Bởi vì đó là gì? Tình trạng CT không kiểm soát được nha. Thì cái nhóm đó chúng ta chống di động tuyệt đối trong cái việc đó là cho làm biện pháp kháng sức. Rồi, tương tự, chúng ta có những tình trạng bệnh nhân bị thuyên tắc phổi, tắc hồng não ở phổi, bệnh nhân bị có tình trạng là viêm ở đại tim như là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, viêm nội tâm mạc, nhiễm khuẩn vân vân. Bất kỳ một cái tình huống nào mà liên quan tới viêm ở tại tim là trong chỉ định tuyệt đối. Rồi chúng ta nói gì nữa? Chúng ta nói những bệnh nhân mà xuất hiện các cục máu đông, xuất hiện các cục máu đông trong chỉ định. Bởi vì sao? Những cục máu đông này sẽ có nguy cơ là gây tắc mạch và gây nhồi máu. Và một cái chống chỉ định tuyệt đối cuối cùng đó là cái gì? Bệnh nhân từ chối làm biện pháp. Thì như vậy thì chúng ta sẽ trước khi bệnh nhân làm biện pháp gắng sức thì người ta sẽ tư vấn cho bệnh nhân và cuối cùng hỏi là ông bà anh chị gì đó có chịu làm biện pháp gắng sức hay không. Bệnh nhân nói không, tôi không làm, thì tuyệt đối không được là năn nỉ, không được hăm dọa, hù dọa, ép buộc người ta làm, rồi chống chỉ định tuyệt đối nha. Thì như vậy thì đó là những cái chống chỉ định tuyệt đối mà các bác sĩ khi mà người ta trước khi người ta quyết định là cho bệnh nhân làm, người ta phải tìm hiểu thật là kỹ những cái chỉ định này. Rồi chống chỉ định tương đối, như vậy thì tương đối làm sao? Tức là 50-50, tức là có thể cho làm và có thể không cho làm. Nhưng mà trước khi là muốn cho người ta làm thì phải hội chẩn với bác sĩ chuyên khoa về tim mạch. Ví dụ là hội chẩn với ông thầy An hồi nãy đó, ông thầy An là ông thầy chuyên gia về tim mạch, cũng là trưởng khoa tim mạch đặc hiệu của bệnh viện đó. Phải hội chẩn với ông đó, bác sĩ An ơi, là gì tình trạng bệnh nhân mà bị hẹp các van tim, liệu bệnh nhân này có thể làm những các cách sức được không? Ông bác sĩ An đó, để coi thử coi là kết quả siêu âm coi là hẹp van tim mức độ mấy, hẹp độ 1, độ 2, đồng ý cho làm được, nhưng dưới sự kiểm soát của ba dạng người: một là bác sĩ ở khoa thăm dò chức năng, hai bác sĩ ở phòng cấp cứu, và ba là bác sĩ ở khoa tim mạch can thiệp. Bởi vì sao? Lỡ có chuyện gì xảy ra, ba ông này cấp cứu kịp thời. Do đó là gì? Chúng ta phải có chống chỉ định tương đối. Rồi những cái người mà bị rối loạn điện giải thì phải xem coi là mức độ rối loạn như thế nào, chúng ta điều chỉnh rối loạn điện giải cho nó về bình thường trước khi chúng ta cho thực hiện biện pháp can thiệp. Hoặc là gì nữa? Những bệnh nhân mà bị nhịp tim nhanh hoặc nhịp tim chậm. Thì cơn nhịp nhanh nhịp chậm hôm qua chúng ta nói rồi, đó là gì? Những người nhịp nhanh làm sao? Nhịp nhanh là nhịp từ 100 lần trở lên, còn nhịp chậm là nhịp dưới 60 lần trở xuống. Tức là từ 59 nhịp trở xuống thì gọi là nhịp chậm. Thì chúng ta sẽ chống chỉ định tương đối, nhưng mà tùy theo cái mức độ nhanh hay chậm nó như thế nào mà chúng ta có thể là cho làm hoặc không cho làm. Rồi tăng huyết áp, vân vân. Rồi gì nữa? Những trường hợp mà chúng ta có thể cho bệnh nhân làm, ví dụ như là bệnh nhân bị bệnh cơ tim phì đại, và chủ yếu là những cái tình huống mà bệnh nhân bị tăng gánh thấp. Tăng gánh thấp tức là dày thấp, thì không phải thực trái đó, chúng ta gọi sử dụng cái thuật ngữ là gọi là tăng gánh thấp. Như vậy thì cái đối tượng này nó sẽ làm gì? Nó sẽ làm hẹp cái vùng tim và tăng cái lượng con bóp của cơ tim. Do đó là cái mức độ mà hoạt động của cơ tim để mà đáp ứng được cái nhu cầu bơm máu cho cơ thể nó sẽ bị hạn chế. Nhưng mà tùy theo là ta có cái mức độ mà phì đại như thế nào, người ta có thể là cho làm được hay không ha. Rồi những cái người mà bị block nhĩ thấp độ 2, độ 3 thì người ta sẽ cân nhắc coi là cái mức độ xuất hiện nó có thường xuyên hay không thì người ta đánh giá. Và những cái người mà gọi là bị bệnh toàn thân tiến triển hoặc là những người rối loạn tâm thần, tức là những người mà không hợp tác, thì chúng ta sẽ hạn chế đo cái kỹ thuật này. Rồi như vậy thì để thực hiện được cái biện pháp gắng sức thì người ta cần phải chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị về cái cơ sở vật chất, cơ sở vật chất. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị một cái phòng mà có cái nhiệt độ phòng nó tương đối là mát mẻ, ví dụ như là cái môi trường này nè, nó mát ở đây để bệnh nhân vô, bệnh nhân thực hiện biện pháp. Rồi gì nữa? Đặc biệt nhất là trong cái nơi mà thực hiện biện pháp gắng sức á, luôn luôn phải có những cái thuốc cấp cứu kịp thời nha. Bao gồm đó là những cái thuốc liên quan tới adrenaline, cái thuốc vận mạch hoặc là những thuốc giãn phế quản để hỗ trợ cho bệnh nhân. Rồi
Và một cái điều đặc biệt nữa đó là khi bệnh nhân làm biện pháp gắng sức thì sẽ có nguy cơ xảy ra biến chứng. Thì trong đó có ba cái nguy cơ mà có thể xảy ra thường xuyên nhiều nhất, đó là nhồi máu cơ tim có thể xảy ra. Bởi vì tất cả những bệnh nhân mà bị làm biện pháp gắng sức là đa phần đều liên quan tới bệnh lý mạch vành. Như vậy thì khi bệnh nhân mà làm biện pháp gắng sức thì cái nguy cơ hàng đầu mà dễ dẫn đến đột tử cho bệnh nhân đó là nhồi máu cơ tim, đó nó sẽ xuất hiện trước. Rồi cái biến chứng thứ hai là cái biến chứng gọi là loạn nhịp tim. Loạn nhịp tim, cái biến chứng này là biến chứng ít xảy ra hơn. Và cái biến chứng thứ ba đó là biến chứng đột tử, biến chứng mà có thể xảy ra đó là vỡ thông tim. Bệnh nhân thực hiện nghiệm pháp dọc trên những cái đối tượng mà bệnh nhân mà bị phình vắt, hoặc là bệnh nhân tăng gánh hấp, hoặc là bệnh nhân bị giãn buồng đi đó, thì những cái đối tượng này sẽ có nguy cơ là vỡ tim. Bởi vì nó tăng cái áp lực, tăng gánh hệ thức tâm thu và tăng gánh lên tâm trường, do đó là nó sẽ là có nguy cơ là nó sẽ vỡ tim rất là lớn. Rồi chuẩn bị bệnh nhân thì cần chuẩn bị cái gì? Thứ nhất á là phải chuẩn bị là bệnh nhân không được ăn quá no, cũng không được quá đói. Bệnh nhân mới ăn sáng xong, mới nạp một tô hủ tiếu xong, một dĩa cơm sườn, cộng thêm một ly cà phê sữa đá, nạp thêm hai cái dừa cho nó có sức để vô chạy. Bệnh nhân mới thực hiện đường bước một xong là hỏi hết cơm cháo sạch sẽ. Vậy thì sao? Không, cho bệnh nhân nghỉ xa hơi chút xíu khoảng 2 tiếng sau khi ăn. Để làm gì ạ? Để cho là gì? Cái thứ nhất là cho cái dạ dày nó trống bớt. Cái thứ hai nữa là gì? Sau 2 giờ thì cái hệ tiêu hóa nó bớt tập trung lưu lượng máu lại về nơi này. Do đó là gì? Máu nó sẽ tương đối nó phân bố đều đến những nơi khác trong cơ thể. Do đó là gì? Bệnh nhân sẽ thực hiện nghiệm pháp gắng sức nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi thứ hai nữa là gì? Sáng trước khi vô làm thôi, làm ly cà phê, nhâm nhi ly cà phê cho nó tỉnh táo, cái này chạy cho nó khỏe đó. Không được. Hoặc là gì nữa? Làm lon bia cho nó hưng phấn để chạy cũng không được luôn. Những cái thuốc liên quan tới những cái chất kích thích thì coi không được làm. Hoặc là gì nữa? Những cái người mà đang điều trị bệnh lý mạch vành thì ngưng hết tất cả những cái thuốc này trước đó ít nhất là 5 tiếng đồng hồ. Để làm gì? Để đánh giá cho nó chính xác. Còn nếu chúng ta sử dụng các thuốc liên quan tới bệnh lý mạch vành, các thuốc giãn vòng, chúng ta làm những pháp gắng sức, nó đánh giá không có hiệu quả, đánh giá không có chính xác. Vì giải thích về những cái nguy cơ, những cái nguy cơ, những biến chứng, tất cả những nguy cơ, những biến chứng liên quan tới biện pháp này là tất cả chúng ta phải nói cho bệnh nhân biết hết, không được giấu. Trong quá trình làm biện pháp gắng sức, ông bà có thể bị nhồi máu cơ tim, ông bà có thể bị vỡ con tim, ông bà có thể là bị loạn nhịp tim, ông bà có thể chết bất đắc kỳ tử lúc nào. Phải nói, nhưng không phải nói giống như kiểu thầy nói. Nói kiểu đó là bệnh nhân nó chốt chạy ra. Sau khi nói là những cái nguy cơ đó, ông bà anh chị có thể gặp những nguy cơ đó. Tuy nhiên ở đây là gì? Trang thiết bị hiện đại, đội ngũ bác sĩ y tế rất là giỏi, nhân viên y tế rất là tận tình và thân thiện, luôn luôn hòa nhã, luôn luôn là gì? Chăm lo cho bệnh nhân. Và các vì anh chị cô bác yên tâm rằng là vì cái cửa phòng quan tâm dò chức năng, cái nơi mà mình bác sức này, cái cửa phòng nó thông thẳng với cái cửa phòng cấp cứu. Nên là yên tâm, lỡ có chuyện gì xảy ra chúng tôi sẽ cấp cứu kịp thời cho anh chị yên tâm là. Không phải nói được đó. Tại vì đó là nguy cơ nó sẽ xảy ra nhồi máu cơ tim. Mà nếu như mà để xử lý ở trong một cái khoa phòng chức năng, một cái nơi được bị nghiệm pháp gắng sức thì không thể nào mà cấp cứu kịp thời nữa. Do đó là cái nơi này làm sao mà luôn luôn đi đến được cái nơi cấp cứu gần nhất và nhanh nhất có thể để cấp cứu cho bệnh nhân. Thì đó là cái điều kiện bắt buộc người ta phải trang bị cho cái nơi này. Rồi sau khi giải thích xong rồi đó, ông bà anh chị có đồng ý làm nghiệm pháp gắng sức không? Đồng ý. Vậy thì ký giấy cam đoan ha. Đồng ý, nhưng cái người bản thân người làm đó không được ký, mà phải là người đi cùng ký. Người đi cùng là ai? Chồng rủa. Bồ không được nha. Vợ rủa.
trong ruộng chợ ruộng, bởi vì ở đoạn 35 giờ chức năng đã bị một cái tình huống như thế này. Tức là vào 10 giờ sáng cái năm định mệnh đó, cách đây 2 năm cũng vô cái tầm này của tháng 7 thì có một cái ông bệnh nhân đó là ông 53 tuổi, ổng đi cùng với một người phụ nữ là